Em ơi, bữa nay là đúng ra là cái ngày không có lại không có đi thả diều nha. Tại bữa giờ công việc nhiều lắm, đang ở nhà thì có mấy thằng nhỏ ở xóm nó chạy lại nó kêu đi thả diều. Không phải ở xóm nữa, nó đâu lại á, tụi bay đâu lại vậy? Dạ lớp 2. Có cái này. Không phải cái này đúng không? Mình chung. Rồi. Nói chung là mấy thằng em nó phái mấy thằng diều sáo nè anh em. Lâu rồi nhưng mà mình không có biết tụi nó. Bữa nay tụi nó mới tới nhà rồi. Lại kêu cửa hết hồn trơn, kêu đi thả diều cho biết. Rồi lấy con diều ra luôn. Ủa sao hôm nay đi học 3 giờ mấy vậy hết trơn vậy? Bữa nay tự quản. Tự quản. Cái gì? Nghỉ được 2 tiếng. Phải không? Hay trốn học hồi bà cô bay lên nắm cổ tao đi nha. Trốn học như cơm bữa không á? Rồi, nó mấy đứa. Thầy là mấy lắm mà. Giờ làm thi em nó nghỉ vậy. Ăn quá. Mẹ mốt rủ mấy đứa lại làm diều cho tụi nó chơi luôn em ơi. Nó lại nó hỏi mua 600 ngàn con. Mua về mẹ quýt nát đứt luôn á. Tụi nào cầm diều đây? Đâu để em cho anh đi. Lắp diều xong nghe anh em. Bây giờ gió hướng nào vậy? Gió hướng này rồi, đứng ở đây thả luôn đi. Ở đây thả luôn, anh kéo lên cho nó bay lên rồi anh cho tụi bay cầm. Tại nặng lắm. Nặng quá. Quá nặng luôn. Rồi nhớ đeo bao tay nha anh em, mấy nhóc này mấy mốt làm gì cũng vậy, gió lớn quá thì kiếm cái gì bụp chụp vô nha, để em thôi là nó cắt đứt cái tay á. Để anh cầm máy luôn cho bác, anh cầm kéo nhiều lên cho mấy thằng bay nó coi nè. Ok anh đi. Đi phải lên đó, lên ngon rồi đó. Từ đi nó chói quá á. Ơi rồi gió rồi mạnh chứ đó. Nắng quá mày ơi. Lên thì kêu ai? Con 110 hết đó bác. Ừ, đẹp quá. Trời, quá đâu rồi. Kệ mày dặn chứ, phóng ra lên. Mày dặn như thế nào? Bỏ phóng thôi, cái gì anh đi phóng lên. Tự phóng lên. Chắc khỏi mắt vậy em bỏ quá. Nó chói quá, trời chói. Mày dặn nữa, mày thấy thay diều, khổ không? Khổ thiệt. Mày đợi gió nè. Tao làm gì đó bán mấy năm. Hỏi là kinh nghiệm của tao bán. Hả? Con gì hay bán dùng dây nhẹ không? Chưa bự gì là khói đứt. Chứ mình theo gì nhỏ cái rồi đứt kìa. Vừa thả lên cái đứt rồi. Diều nó bay nha anh em. Gió thì nó cũng kiểu như bình thường á, nó không có đều, lúc có lúc không vậy đó. Đây mấy đứa nhỏ nó muốn thả mình đem ra để mình thử con diều cho tụi nó nha. Sao để cho khứa vậy? Thả cái cầm tưởng gió không mạnh là cái gì vậy? Đây là cầm chắc nha bác. Diều nó liệm hết rồi. Hello. Anh về cắt bỏ à? Lo gì? Thôi mình cứ lấy đi. Cái nào mà dễ thương tao để. Đúng rồi. Hiện tại anh em tụi mình đang thả diều nha mọi người. Vậy sẽ có gung quá. Mày gung quá vậy mất tiêu á. Không có yên mà không có. Không có làm thì lấy rớt anh nha. Hiện tại trời đang rất là nắng. Nắng muốn chết mà mày cũng đài tao nữa. Rồi em giữ cái này nha. Em giữ cái phần này đi, em cho con diều nó lên. Tại gió nó không đều. Họ chịu. Chết là chết. Chết là mà chết. Tao ở đây mà chết. Rồi cầm chắc nhiều nha. Chắc là anh chắc. Nói không trời. Đúng thế. Rồi mấy thằng nhỏ nó đang gặp vấn đề với con diều anh em. Tại vì thả con diều hơi lớn nhưng mà gió nó không đều nữa. Tao không biết nghe tụi bay làm sao mất nhiều đệnh nha. Làm lại con y vậy tao đó. Nặng lắm anh em, nó đang rất là nặng gió luôn rồi. Rồi thằng hổ đang cầm diều, mày tin hổ hả mập? Dạ đúng rồi. Đi học tin hổ luôn hả? Dạ. Ở nhà tên Đạt. Ờ rồi. Đạt hổ. Trời ơi chết rồi. Giật lên đúng rồi, giật dây lên. Ok anh em ơi, nó hành tôi xong rồi. Giờ kéo diều về thôi, mai mốt làm diều nhỏ cho nó dễ chơi nha. Làm con khoảng 1m2 á, để nó vừa chơi lắm. Chơi dây nhỏ được, chứ mấy con diều này thấy nó khó chơi không? Thấy không? Được, thả diều nó mập á.
mai có đi học không? Dạ không. Không. Ngày mốt đi. Thứ hai nữa không anh? Thứ hai đi học mai. Đi. Ủa ngày mai được mà. Ngày mai được mà, ngày mai đi. Mai mày rảnh mà mai tao không rảnh thằng này. Ủa gì vậy? Nào quấn dây nhanh vô ơi. Xong cái buổi trải nghiệm rồi nha anh em, cho mấy đứa nó biết thả diều để thôi tối ngày chơi điện tử luôn à. Đây là thằng mập nó đang vác diều ra, bây giờ tụi mình đi về luôn nha. Bữa nào chắc ngày mai á, ngày mai làm nang đi rồi ngày mốt anh giót anh cột cho mấy đứa, để bữa sau mình rủ nó lại nhà mình thả diều tiếp nha anh em, tập cho nó thả diều chứ. Con diều ma nữa, con diều ma đẹp lắm á mày. Con diều ma đẹp lắm á, 2 mét. Rồi thôi nha em ơi, đem diều về nha anh em.